Sau màn bắn pháo hoa rực rỡ, nhà hát Opera Sydney được chiếu sáng với tác phẩm của nghệ sĩ Julian Goodman kể lại truyền thuyết về hoa thủy tiên. Gương mặt của các nhà hoạt động vì khí hậu tại quần đảo Torres Strait được chiếu lên các trụ cầu cảng Sydney thuộc về tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Tori J. Moultrie. Các nhà tổ chức lễ hội cho biết, chủ đề năm 2024 của lễ hội là nhân loại, đem tới cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ trong hành trình tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Lễ hội Vivid được tổ chức trên đoạn đường dài 8 km với những tác phẩm sắp đặt sống động và ngập tràn màu sắc khiến nhiều du khách tỏ ra thích thú. Đây là lần thứ hai tôi được chứng kiến lễ hội Vivid ở Sydney. Lễ hội ánh sáng rất hấp dẫn và ngoạn mục nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng. Các nhà tổ chức cho biết có khoảng 3,5 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Sydney có mặt tại sự kiện hấp dẫn này. Được tổ chức trong 23 ngày, lễ hội Vivid sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024. Chính quyền thành phố Sydney đã huy động 2.000 dịch vụ xe buýt, xe lửa và phà để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Năm ngoái, lễ hội ánh sáng lần thứ 13 cũng đã thu hút hơn 3 triệu người tới tham dự.